Thì anh em, và như vậy là tất cả những mẫu 3070, 3080 và 3090 đã được ra mắt vào 11 giờ tối ngày hôm qua. Và tất cả những cái thông số chính xác được NVIDIA công bố trong livestream là mình khá là bất ngờ. Và nó hoàn toàn không giống cho lắm với những cái thông tin mà hãng đã đưa cho mình để làm video tổng hợp vào tối ngày hôm qua. Và như vậy thì có nghĩa là NVIDIA đã lừa đến các hãng báo chí và lừa cả những cái đối tác của mình để giữ cái bí mật của sản phẩm đến tận những phút cuối cùng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với thông số kỹ thuật và giá thành. Ở RTX 3070 thì sẽ có giá bán là 499 đô Mỹ, rẻ hơn 2070 vào lúc mới ra mắt và sẽ có hàng vào tháng 10. RTX 3080 có giá là 699 đô, có hàng vào giữa tháng 9, và cuối cùng là trùng cuối RTX 3090 có giá là 1500 đô, nhưng mà chưa hẹn ngày ra mắt. Ngoài ra, các bản so sánh trên stream cũng như trang chủ của NVIDIA đã được cường điệu hóa lên rất là nhiều để dìm hiệu năng của RTX 1000 xuống. Vấn đề là do RTX 1000 không có RT Core cũng như là DLSS nên hiệu năng chơi game sẽ thua thiệt hoàn toàn thế hệ RTX 3000 khi mà bật các tính năng Ray Tracing hay là DLSS lên. Nhưng mà cái điều mà NVIDIA không nhắc đến ở trên stream đó chính là cái hiệu năng thực sự chênh lệch khi mà không bật hai cái tính năng là Ray Tracing hay là DLSS lên. Và đây sẽ là điều mà mình sẽ tự kiểm chứng khi mà nhận được các bản sample vào thời gian tới. Và ở phiên bản thấp nhất là RTX 3070 thì NVIDIA đã rất tự tin và công bố là nó sẽ mạnh hơn cả 2080 Ti, và mức giá thì rẻ hơn rất là nhiều, chỉ vào khoảng 499 đô. Và như vậy thì là vào thời gian đầu khi mà đến với Việt Nam ấy, thì cộng thuế và chi phí vận chuyển hóa tốc thì giá của nó sẽ dao động từ khoảng 15 cho đến 17 triệu đồng và chỉ ngang với 2070 ở thời điểm hiện tại. Và với cái sức mạnh như vậy thì là một con số khá là hợp lý. Và bộ nhớ của nó sẽ là GDDR6 8GB chứ không phải là 6X như là trên những đàn anh 3080 và 3090. Về hiệu năng thì NVIDIA chỉ show ra những con số Tetraflop và nó là chưa đủ để có thể so sánh với những mẫu RTX 2000 ở thời điểm hiện tại. Ở trên màn hình như các bạn đang nhìn thấy thì là thông số đầy đủ của cả 3 mẫu card mới ra này. Số CUDA Core lần lượt là 5888 trên 3070, 8704 trên 3080 và 10496 trên 3090. Và gần như là gấp đôi so với RTX 2000. Về bộ nhớ thì hơi thiệt thòi cho 3070 là 8GB GDDR6 chứ không phải là 6X. Còn 3080 và 3090 thì đương nhiên đều được trang bị GDDR6X với dung lượng lần lượt là 10GB và 24GB. Tất cả các mẫu RTX 3000 lần này đều sử dụng giao thức PCIe Gen 4 nên mình đang rất là háo hức để test thử xem hiệu năng của nó sẽ giảm thế nào nếu cắm trên các khe PCIe Gen 3 cũ. Nếu mà có sự chênh lệch thì đây sẽ là điểm lợi thế cực lớn của AMD, bởi vì PCIe Gen 4 đang được sử dụng trên tất cả các mẫu mainboard B550 trở lên của họ. Còn ở bên phía Intel thì vẫn đang dùng Gen 3 trên Z490. Tính năng NVLink lần lượt được cắt bỏ toàn bộ và chỉ xuất hiện ở trên RTX 3090. Mặc dù NVIDIA sử dụng quy trình 8 nanomet đến từ Samsung, nhưng có lẽ là do nhồi quá nhiều CUDA Core nên khả năng ăn điện của RTX Series 3000 vẫn rất là ấn tượng khi mà chạm ngưỡng 350W trên chiếc RTX 3090. Đâu có nguồn ở trong ảnh render mà mình nhận được thì chúng ta thấy đây là chân 12 pin mới. Nhưng mà dù sao thì đây vẫn là chiếc ảnh render và chúng ta cần thêm thời gian để có thể xác minh xem là NVIDIA sẽ làm gì với nó. Về hiệu năng thì đương nhiên RTX 3000 sẽ đè bẹp RTX 2000 trên mọi game. Nói đơn giản là theo cách của CEO NVIDIA, đó là RTX 3000 khi mà bật Ray Tracing lên thì nó sẽ cho hiệu năng tối thiểu là bằng RTX 2000 khi mà không bật Ray Tracing. Ở trong slide được trình chiếu thì RTX 2000 được đánh dấu là 1.0 tượng trưng cho 100%, thì RTX 3000 đều cho hiệu năng mạnh hơn từ 1.6 tới 2 lần cho cùng một tựa game. Và trong những game càng nặng thì khâu xử lý Ray Tracing, cái hiệu năng chênh lệch nó sẽ càng lớn. Ở bên cạnh những cái hiệu năng ấn tượng thì thiết kế tản nhiệt của RTX 3000 cũng là điểm nhấn mới. Trong hình ảnh render thì bo mạch của RTX 3080 được thu gọn lại rất là nhỏ, phần còn lại dành cho quạt thứ hai. Quạt này thì sẽ lưu thông gió để truyền thẳng nhiệt từ các ống dẫn nhiệt lên phía khu vực trên của case để cho các quạt nóc và phía đằng sau hút gió nóng này ra. Loại thiết kế này thì sẽ cho hiệu năng làm mát hơn 30% so với thế hệ cũ và nó êm ái hơn gấp tận 3 lần. Nhưng mà về cái này thì chúng ta chắc là không cần phải quan tâm lắm, bởi vì những cái phiên bản Founder Edition rất ít khi được bán tại Việt Nam. Vì vậy các bạn hãy hóng tin tức về những bản custom đến từ những thương hiệu chuyên sản xuất card màn hình. Đến giờ thì đã có Gigabyte, MSI và Asus công bố những mẫu RTX Series 3000 của họ. Ở Gigabyte thì sẽ là Eagle và Gaming OC, MSI sẽ là Gaming Xtrio và Ventus 3X, Asus sẽ là TUF Duo và Strix. Và có lẽ là chúng ta nên dành một video riêng để theo dõi xem mức xung và thiết kế mới nó có gì hot. Về những mẫu RTX Series 3000 thì đương nhiên nó là điểm nhấn của buổi giới thiệu ngày hôm qua. Tuy nhiên thì không vì vậy mà chúng ta có thể bỏ lỡ những cái công nghệ cũng được ra mắt trong thời gian này, như là NVIDIA Reflect, NVIDIA Broadcast và NVIDIA Ansel. NVIDIA Reflect sẽ là phần mềm mà NVIDIA bảo là sẽ tăng khả năng phản ứng của người chơi. Mình không thực sự quá hiểu về cái này, nhưng mà đại khái thì nó sẽ giảm thiểu độ trễ của hệ thống. Trong cái thời đại mà card màn hình đã quá là mạnh, cái mức FPS trung bình trong game có tăng từ 200 lên 400, 500 hay là 600 đi chăng nữa thì cái sự khác biệt nó là khó để có thể nhận ra.
Có lẽ vì vậy nên NVDA đã tập trung vào việc quảng bá khả năng giảm thiểu độ trễ của hệ thống và bỏ qua việc PR hiệu năng, bởi vì những cái game eSports hiện tại đa số rất là nhẹ. NVDA Broadcast sẽ là phần mềm NVDA dành riêng cho streamer với các cái tính năng như là khử môi trường, giả hiệu ứng phông xanh hay là camera checking. Nói chung là nó khá là hữu dụng cho các bạn streamer mới và chưa có thời gian để setup full stream cho đẹp đẽ. Và cuối cùng là NVDA Ancel, một công cụ giúp làm phim dựa trên các hình ảnh của game mà chúng ta thực sự là không mấy quan tâm đến nó. Như vậy là mình vừa tổng hợp cho các bạn về buổi ra mắt RTX Series 3000 tối hôm qua, bao gồm RTX 3070, 3080 và 3090. Về 3070 thì sẽ có hàng vào cuối tháng 10, 3080 sẽ là giữa tháng 9 và 3090 thì bây giờ vẫn là một ẩn số khi mà chưa có ngày ra mắt chính thức. Giá bán của nó thì khá là dễ chịu với thận khi mà chỉ có giá từ khoảng 16 triệu đồng cho 3070, 20 triệu cho 3080 và 50 triệu cho 3090. Và cuối cùng là xin chào các bạn, chúc các bạn có những ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ. Và để xem đến đây rồi thì đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình, cũng như đừng quên bấm subscribe và cái chuông để có thể theo dõi những thông tin mới nhất. Và mình thì là Vinh Tokoda, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số video tiếp theo.